Đời sống thú vị xin chào các bạn. Chế cái vòi vệ sinh máy lạnh nhé, nó thuận tiện ấy, thì chúng ta sẽ sắm một số đồ này. Một cái co, đầu tiên là một cái co này, co 21 này, và cái đầu bịt bên ngoài để chúng ta sẽ xoáy vào thế này. Đó. Thì cái đầu bịt này các bạn nhớ là đục cái từ bên trong ra. Đấy, dùng cái kéo nhỏ này đục từ bên trong ra thì cái lỗ nó sẽ thuôn đều và nó sẽ áp suất nó sẽ mạnh. Đấy, nước nó sẽ xịt mạnh, đó là cái đầu tiên này. Đó. Cái thứ hai nữa là một cái khóa 21. Đấy. Và cái hai cái đầu 21 cái gen trong đó. Thì như này, chúng ta sẽ lắp thế này. Đó, một đoạn thế này. Khoảng 1 mét gì đó thôi. Đó. Bởi vì khi như này, nếu như chúng ta mà để thẳng ấy, chúng ta sẽ rất khó luồn vào cái ngách của cái máy lạnh. Đó, nên chúng ta sẽ dùng cái cong này. Đó, một đoạn thế này. Đó, và chúng ta sẽ thiết kế thêm một cái đoạn dài nữa. Đấy. Cái đoạn dài thế này để nối vào. Để chúng ta đứng dưới đất. Đấy, chúng ta sẽ nối vào thế này. Đó, tôi ấy như này để các bạn hình dung ra thôi. Đó, nó sẽ dài ra. Đó. Chúng ta đứng dưới đất và chúng ta sẽ nối thế này. Đấy, đầu này chúng ta cắm vào thế này. Và đầu này sẽ là cái van. Đó. Cái van. Và đầu này sẽ nối vào cái ống nước. Đó, như thế đấy các bạn. Đó, thì chúng ta có thể đứng ở dưới đất và chúng ta vệ sinh máy lạnh rất dễ dàng. Nối dài như thế này. Rồi, ta đưa lên cái tường mà ta xịt thế này. Đấy, cái máy lạnh ấy, thường họ ráp ấy, là cái giàn nóng nó nằm ở trong này. Đó, thế nên là nếu như mà khi mà chúng ta mà dùng cái vòi gì đó vệ sinh thế này nó cũng rất khó. Đấy, thì tôi chế ra cái củ quặm thế này để khi ta lùa vào thế này. Đó, nó sẽ rất dễ. Đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta muốn đứng ở dưới đất đấy mà vệ sinh cái giàn nóng thế này thì chúng ta sẽ nối dài cái này ra, nối dài cái cây như lúc nãy tôi nói đấy, nối dài ra rồi đứng ở dưới đất. Chúng ta sẽ tự vệ sinh được. Đó. Bởi vì cái giàn nóng chạy lâu ngày nó bẩn ấy, mà nếu như chúng ta không vệ sinh ấy, thì nó sẽ kém lạnh. Đấy, bởi vì nó làm mát không được tốt ấy, nó sẽ kém lạnh. Đấy. Vậy thì tôi chế ra cái này á, những gia đình nào mà thấy nó kém lạnh ấy, thì chúng ta có thể chế ra một cái thế này. Đấy, đứng ở dưới đất xong rồi đưa lên trên. Đấy, móc vào thế này. Đó, nó như thế. Đấy. Rất mạnh. Đó. Đó. Đấy. Thì cứ làm sạch cái này là nó sẽ lạnh sâu hơn. Đó. Nó sẽ lạnh tốt. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.